Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sửa một cái bo đai kinh R32. R32 người ta nói là lóc và quạt không chạy. Ở đây người ta có số điện thoại của khách hàng nhưng mà ha. Okay. Và các bạn nào là khách hàng thì có thể là tới lấy vào ngày mai các bạn ha. Đầu tiên thì chúng ta xét về một cái cạnh là gì, chúng ta sẽ cấp nguồn xem là cái bo này nó có điện không các bạn. Bo đuôi này chúng ta có thể cấp điện một cách trực tiếp vào, nhưng mà chúng ta phải biết cách gì kích cho nó khởi động các bạn ha. Kích cho nó khởi động chứ không thì các bạn có cấp điện vô thì các bạn có mở CB đi chăng nữa thì nó cũng không có điện nha các bạn ha. Ok. Rồi. Khi mà các bạn cấp điện thì các bạn nên nhớ là chúng ta phải qua cái đèn bảo vệ quá tải, để chi để có sự cố thì nó có thể chậm chập thì cái bóng đèn bảo vệ quá tải nó sẽ sáng lên. Như vậy thì các bạn sẽ không bị gì, bị chập mạch nha các bạn nha. Cái đèn bảo vệ quá tải nó sao thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn. Chạy chút xíu mình sẽ bắt cái chạm điện vô xong mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn chờ xíu. Rồi, mình cấp điện vô ha. Rồi, chúng ta nên nhớ đây là chúng ta phải qua một cái cuộn seal. Cuộn seal. Về nguyên tắc của cuộn seal để làm cái gì và hoạt động như thế nào thì trong quá trình giảng dạy ở đây mình có giảng dạy cho mấy bạn hết. Ở đây mình giảng dạy không thiếu thứ gì cả các bạn ha. Tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt đầy đủ hết. Rồi, giờ một bạn sẽ hỏi là thầy vậy nè, nếu như cái cuộn seal thì nó sẽ sorry các bạn. Thầy nếu như mà nó qua cuộn CD cái đèn bảo vệ quá tải thì nó sẽ như thế nào? Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một chút xíu về cái đèn bảo vệ quá tải. Thực chất là đèn bảo vệ quá tải là cái gì? Nó có khó khăn không? Để thầy nói với các bạn cho xíu nha. Ok. Đây, thí dụ như là bạn có một cái bóng đèn, chúng ta làm một cái bộ bảo vệ quá tải như thế nào đây? Ví dụ như là chúng ta có một cái bóng đèn thì chúng ta sẽ bắt vô một cái lưới điện. Đây là cái đồ cắm điện các bạn ha, cái đồ cắm điện đi, đồ cắm điện thì các bạn, cái đồ cắm điện các bạn sẽ qua một cái CB và cái CB và cái CB. Khi cái CB này nó sẽ qua một cái bóng đèn, rồi như vậy các bạn, cái này các bạn sẽ gì, cấp vô cái tải của các bạn đây, cấp vô cái tải của các bạn hơi xấu nha, cấp vô cái tải của bạn. Ví dụ như đây là cái tải của bạn là cái motor hay cái gì đó, hay là IC gì đó chẳng hạn, AC. Rồi như vậy nếu như mà AC của bạn, các bạn mà bị gì, bị chạm mạch, thì cái cầu chì trong cái bo này nó cũng không bị nổ, lý do là cái gì, cái bóng đèn này nó sẽ sáng lên, như vậy chúng ta khi mà cái đèn này sáng lên thì chúng ta biết là cái mạch chúng ta đang bị gì, chạm một cái gì đó, thì chúng ta có thể là ngừng để chúng ta kiểm tra. Còn khi mà cái bóng đèn bảo vệ quá tải nó không sáng thì đó là cái mạch của bạn nó không bị chạm. Tuy nhiên một số tải mà lớn thì chúng ta không nói được vấn đề này nha các bạn. Thì cái bóng đèn sẽ sáng lên khi tải chạy các bạn nha. Nhớ nha các bạn. Ok, rồi chúng ta tiếp tục. Giờ là chúng ta đã tiến hành, chúng ta cấp điện vô cho cái bo rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở nguồn cho cái bo này hoạt động. Nhưng mà các bạn nên nhớ, khi mà mở nguồn các bạn, khi mà các bạn cắm điện vô rõ ràng các bạn xem nè. Các bạn xem rõ ràng là cái phần mà đèn, cái phần mà đèn nguồn nó không sáng. Đây, ở đây có một cái đèn gọi là đèn báo nguồn. Các bạn thấy không? Hoàn toàn khi chúng ta cấp điện vô, không có điện, chúng ta sẽ đo thử điện coi phải là đúng như là chúng ta đã có điện hay không các bạn ha. Có nhiều bạn sẽ cho là đây là ảo ha. Chúng ta sẽ thử xem. Cái gì bây giờ chúng ta làm thì chúng ta phải nói là có sách mới có chứng hết, không có nói ảo nha các bạn. Chúng ta dạng thang 220V đúng không? Ok chưa, các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ đo vô 1,2 này. Bạn thấy không? Đây là có điện chưa? Ok. Rõ ràng là có điện đúng không? Các bạn thấy có điện không? Rồi, nhưng mà cái bo của bạn là hoàn toàn không có điện. Một bạn sẽ nói rằng là cái bo có điện vô tới chưa mà thầy đã xác định là không có điện được. Ok, mình sẽ đo chân 1,2 của gì đây? 1,2 vô tới đây, đúng chưa? Ok, chúng ta thử nha. Đo 1,2. Chắn vậy đi. Các bạn thấy không, có điện chưa? Đây vô tới cái bo có điện luôn. Nhưng mà ở trên cái bo này hoàn toàn không có nguồn. Nếu như chúng ta không biết cách kích, ở đây thì thầy sẽ dạy mấy bạn cách kích như thế nào đó để có nguồn. Nhưng mà thầy sẽ kích cho bạn xem nè. Thầy sẽ kích cho bạn xem để nó lên nguồn. Chúng ta sẽ kích nó lên nguồn. Tạm thời kích như thế nào thì sorry các bạn, trong video này thì không dạy các bạn được ha. Nhưng mà chị thì kích cho bạn lên nguồn. Cho bạn xem nè, nó sẽ lên nguồn nè các bạn ha. Thầy sẽ có một phương pháp để kích. Như vậy là nó sẽ lên nguồn, các bạn thấy không? Cái đèn nguồn đây.
bạn thấy rõ chưa? Thế là từ giờ chúng ta học ở đây thì các bạn sẽ có phương pháp, thì sẽ hướng dẫn các bạn từng cái phương pháp để các bạn làm nó rất là dễ các bạn ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết nối với lại bo đuôi. Sau đây kết nối với bo đầu ha các bạn, kết nối với bo đầu. Bo đầu chúng ta thì những cái thế hệ đời mới sau này cái bo nó rất là nhỏ gọn. Chúng ta sẽ kết nối bo đuôi với lại bo đầu với nhau. Ok chưa? Đây chúng ta sẽ xem trắng đèn đỏ, chúng ta sẽ kết nối với trắng đèn đỏ. Những bạn nào có nhu cầu học nghề thì có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907716705 các bạn nha. Mà thầy nhắc lại là 0907716705. Ok. Rồi, như vậy chúng ta xong 123. Giờ chúng ta sẽ nhấn 123 cho cái bo đầu. Rồi, 123 bo đầu. Ok. Như vậy thì khi mà chúng ta kết nối 123 cho cái bo đầu thì chúng ta sẽ mở nguồn. Chúng ta sẽ mở nguồn. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng khi mà bo máy lạnh muốn chạy được thì phải có gì? Phải có đầy đủ cảm biến và quạt. Và thầy sẽ kết hợp với cảm biến cho nó xem với các bạn ha. Kết hợp cảm biến. Ở đây là cảm biến đa năng. Thầy làm để test mọi loại máy được hết. Chúng ta sẽ nói tắt cái zoom này, nếu không có zoom này sẽ báo ạ H6. Ok. Đây là cảm biến của bo đầu lạnh. Những cái phần cảm biến ở đây thầy dạy mấy bạn hết, cái đấu cảm biến như thế nào, cái nào để cho bo chạy thì ở đây sẽ hướng dẫn các bạn hết. Rồi ok. Rồi, vậy chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở nguồn các bạn ha. Mở nguồn xem nó báo lỗi gì, chúng ta sẽ tiếp tục gì khắc phục nó. Chúng ta sẽ khắc phục dần dần nó cho nó khi nào hết bị lỗi thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở điện. Đây, đèn bo đầu sáng. Vậy chúng ta sẽ tiến hành check mã lỗi nó. Như thầy nói đó các bạn, là check mã lỗi thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhấn nút cancel. Nhấn cancel các bạn giữ một thời gian. Khi nào trên remote nó sẽ hiện hai số 00 thì chúng ta sẽ ngừng lại. Các bạn thấy không? Hai số 00 thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta bấm. Nếu có lỗi nào thì nó sẽ báo lỗi đó cho các bạn. Không. Chúng ta chờ xem. Và chúng ta chờ xem chút xíu xem có báo lỗi xong. Trong thời gian chờ đợi chúng ta cũng gắn máy nén vô. Chúng ta chờ chút xíu mà gắn máy nén. Xem báo lỗi gì không. Chúng ta chết ha. A6 á, còn thấy A6 không? A6. Khi mà nó gặp một cái lỗi thì nó sẽ đứng lên, nó sẽ kêu, các bạn thấy không? Nè. A6 là lỗi đây, lỗi động cơ quạt của dàn lạnh. Khi mà chúng ta mở cái bảng mã lỗi lên thì chúng ta cũng có cái bảng mã lỗi đó các bạn. Khi mà các bạn mở cái bảng mã lỗi ra, để thầy sẽ mở bảng mã lỗi cho các bạn xem ha. Cho các bạn chờ chút xíu. Mã lỗi đây kinh. Mã lỗi đây kinh. Các bạn search trên Google các bạn cũng ra cái mã lỗi đây kinh. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái bảng mã lỗi đây kinh các bạn nha. Mã lỗi đây kinh. Danh sách mã lỗi. Chúng ta không thấy mã lỗi đây, chúng ta chết thì nó sẽ là A6 đúng không? A6.
26 đúng không? Người ta nói là lỗi động cơ quạt. Chúng ta sẽ xem. Đây. A6. Bạn thấy không? Chữ A đầu tiên. Rồi xong rồi tới số 6, đó là lỗi gì? Lỗi động cơ quạt. Ok chưa các bạn? Thấy chưa? Đó. Rồi, đây chúng ta sẽ xem lỗi động cơ quạt. Như vậy thì cái nếu như các bạn không có cái động cơ quạt thì cái gì khó khăn của các bạn sẽ xảy ra ngay từ chỗ này. Chúng ta không có cái quạt. Ở trong một trường hợp chúng ta sửa máy chúng ta chưa có cái quạt liền thì chúng ta làm sao, chúng ta sẽ khắc phục là làm sao để cho nó chạy mà không cần cái quạt, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thầy hướng dẫn các bạn làm một cái mạch xung. Thật ra nó mạch dao động gì, chỉ là một mạch dao động ra hài thôi, nhưng mà chúng ta phải biết cách cân chỉnh trụ này kia thôi. Thầy cũng làm rất đơn giản, thầy sẽ làm trước mặt cho các bạn xem luôn, làm không có dấu giếm các bạn, nhưng mà những cái thông số thì các bạn cũng phải thông cảm với thầy. Khi nào các bạn đi học thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cận kẽ hơn. Chúng ta bao gồm có hai con dao xịt một C1815, làm trước mặt cho các bạn xem luôn chứ mình chả có dấu giếm các bạn ha, nhưng mà cái thông số thì các bạn sorry các bạn ha, mình phải giữ lại. Đây C1815 chở. Đây chợ thì mình cần hai con chở nữa. Chúng ta sẽ làm cho các bạn xem luôn. Đây mình sẽ làm cho nó có một cái xung quạt của Daikin mà không cần tới, không cần cái cây quạt luôn. Rồi chúng ta sẽ vượt qua cái lỗi A6. Ok ha các bạn ha. Thầy làm rất đơn giản các bạn, chả có gì phức tạp đâu. Đây, làm trước mặt cho các bạn xem. Cực kỳ nhỏ gọn, không phải rườm rà rắc rối gì cả. Làm trước mặt cho các bạn coi thì không thể nào giả được đúng không? Không giấu các bạn đúng không? Các bạn coi được thì các bạn có thể coi chứ thầy không có hướng dẫn trực tiếp được các bạn ha. Các bạn cũng thông cảm cho thầy cái vấn đề đó. Tại vì thầy còn dạy học. Dễ hay không dễ là do mình thôi chứ không phải là do cái gì hết á. Các bạn đừng có đổ thừa cho các hoàn cảnh. Đi học cũng vậy, còn có một số bạn du học rất là siêng, các bạn số thì đi du học thì rất là làm biếng, cho nên là cái thành công của mỗi người cũng sẽ mỗi khác đi chứ không có ai giống ai cả đó. Thầy lập trước mặt cho các bạn xem đó, không có giấu giếm các bạn nha. Các bạn đừng có nói là thằng thầy cũng giấu, không có, mà coi được hay không là tùy các bạn nữa. Rất nhỏ gọn nha các bạn. Rồi các bạn khi mà các bạn làm, các bạn thực tế các bạn làm á, để mà các bạn cho nó chạy thực tế luôn á, thì các bạn làm nó nhỏ hơn nữa. Tại thầy là làm cho nó nhanh để cả hướng dẫn cho video clip cho các bạn. Chứ nếu mà làm chậm quá thì video clip sẽ kéo ra rất là dài, cho nên các bạn thông cảm ha. Ok.
cho nên làm nó cũng không được đẹp mấy. Tuy nhiên các bạn làm thì thầy sẽ hy vọng các bạn sẽ làm đẹp hơn thầy. Thì chúng ta sẽ cần hai con tụ nữa, bạn thấy không, rất nhỏ gọn đúng không, rất nhỏ gọn. Chúng ta sẽ cần hai con tụ nữa. Chúng ta cần phải lượng vượt qua cái lỗi A6 đúng không, chúng ta phải cần vượt qua cái lỗi A6. A6 là lỗi động cơ quạt. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó mất cái phần gì lỗi động cơ quạt đi. Ok, rồi chúng ta sẽ làm ra một cái mạch dao động cho nó. Chúng ta làm rất nhỏ các bạn, không có gì phải lớn cả, rất nhỏ xíu thôi, nhỏ xíu thôi, vừa bằng cái đầu ngón tay của chúng ta là được. Rồi như vậy chúng ta sẽ làm xong một cái mạch xung. Làm xong một cái mạch xung thì chúng ta sẽ hàn gì ra, chúng ta sẽ hàn gì ra. Hàn gì ra khi mà các bạn có muốn có mạch in thì cũng được thôi, chúng ta sẽ làm cái mạch in, còn không có mạch in thì chúng ta cũng làm theo như dạng này. Thực tế thì khi mà chúng ta lắp cho nhanh thì chúng ta sẽ lắp như vậy cũng được, không sao cả, miễn sao mà chạy tốt thôi các bạn. Còn bạn nào mà có ấy thì các bạn làm mạch in cũng được, mạch in cũng bình thường thôi, chả gì không phức tạp cả. Rồi giờ là chúng ta sẽ hàn ra ba sợi dây để chúng ta kiếm một cái chạm nhỏ nhỏ nào đó giống như vậy, chúng ta gắm vô. Đây là dây xung nè, xung nè, dương nè, và cuối cùng là chân gì, chân âm nè. Đó, chúng ta có tổng cộng là ba chân. Bây giờ chúng ta sẽ hàn vô một cái chạm dây nhỏ nào đó để chúng ta xem. Nhưng mà trước khi mà các bạn muốn xác định thì các bạn phải xác định được chân nào chân xung, chân nào 5V, chân nào 0V trên cái mạch này trước ha. Ok, cái đó là nhiệm vụ của các bạn ha. Ở đây thì cũng có dạy cho mấy bạn chứ không phải là không có dạy. Mà khi mà các bạn học ở đây thì dạy, thầy dạy hết cho mấy bạn. Đây là chân nha. Chúng ta sẽ hàn vô chân âm. Chân âm một chân, rồi tới gì, chân dương, và cuối cùng là chân gì, chân xung.
Rồi, giờ chúng ta sẽ làm xong một cái mạch gì? Một cái mạch giả tốc độ động cơ. Rồi chúng ta sẽ xem nó vượt qua cái lỗi được A6 không? Đúng không? Thấy không? Rất đơn giản, rất đơn giản. Rất đơn giản, các bạn thấy rõ ràng không? Rất đơn giản. Có gì phức tạp trong vấn đề sửa chữa không? Khi mà các bạn làm xong cái mạch này thì các bạn sẽ cắm vô. Cắm vô. Vậy chúng ta sẽ xem nó vượt qua lỗi A6 không? Ok ha. Chúng ta sẽ kiểm tra lại khách quan lần nữa. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ xem nó vượt qua cái loại A6 không? Nếu nó vượt qua cái loại A6 thì chúng ta đã làm thành công. Ok ha. Rồi. Và chúng ta sẵn thì chúng ta sẽ gắm cái dây lóc vô luôn. Gắm dây lóc rồi. Rồi, chúng ta gắm luôn cây quạt vô luôn đi các bạn. Cho nó gắm cái quạt luôn. Giờ chúng ta không cần cái quạt đầu nữa ha, chúng ta cắm quạt đuôi. Đây quạt đuôi đây các bạn, cắm quạt đuôi vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem nó có vượt qua lỗi A6, mở nguồn nha. Rồi chúng ta thử xem, vẫn bấm nút cancel để chết. Nếu nó vượt qua lỗi A6 thì nếu mà có hư cái chỗ khác thì nó sẽ báo lỗi gì, lỗi phần khác.